Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin kính chào các bạn. Đây là cái video tuyệt vời mà ta sẽ học số đếm từ 1 đến 10. Đây là lesson thứ 8. Ta sẽ học số đếm nha. Thì các bạn bảo ôi dồi ôi, anh ơi học số đếm thì đơn giản dễ ăn. Đó. Từ 1 đến 10 em học từ ngày lên 3 tuổi rồi. Bố mẹ em đã dạy em từ ngày đấy rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là gì? Ôi dồi, đơn giản quá, đúng không? Nhưng mà mình sẽ nói các bạn này, 80% các bạn đọc sai 10 từ này nhá. 80% các bạn đọc sai 10 từ này, đọc không đúng đâu. Nếu bạn không tin nhá, nếu bạn không tin thì các bạn đọc và ghi âm, hoặc là đọc quay video gửi cho mình, quay video gửi hoặc up lên YouTube hoặc comment ra đây nhá, để cho mình nói. Và các bạn cứ lặng yên đi, bây giờ mình sẽ dạy các bạn đọc chuẩn 10 từ này. Đây, bây giờ các bạn nhìn vào đây.